Đối với sinh viên mình đã làm bài quiz rồi thì sinh viên sẽ không còn lượt để làm. Nếu mà sinh viên bị sự cố thì chúng ta sẽ kiểm tra cái bài làm của sinh viên. Ở đây là có làm một câu được một điểm và chúng ta sẽ kiểm tra xem thử bài làm của sinh viên như thế nào. Tình trạng của bạn là làm trong vòng 4 giây và làm được một câu, còn những câu khác là không có trả lời, không có trả lời. Về trường hợp này có thể là do bị sự cố cho nên là bạn không có trả lời được câu hỏi và chúng ta sẽ reset lại bài làm của bạn để bạn làm lại. Chúng ta sẽ copy cái tài khoản login. Đấy, chúng ta có thể dùng tài khoản của sinh viên ha, nếu như mà cần reset bài này của sinh viên. Rồi chúng ta sẽ vô cái phần practice này và chúng ta sẽ Ctrl F, Ctrl V, chúng ta tìm đến và check vào và quay lại ở trên, chúng ta chọn là Remove Test Data. Ok, chúng ta bấm thực thi. Rồi ở đây là để xác định lại là có chắc chắn rằng chúng ta delete cái bài làm này hay không thì chúng ta chọn Confirm. Như vậy là chúng ta đã xóa xong cái bài làm thì sinh viên có thể vào làm lại bình thường. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.